Trong mùa giải VBA 2019 khá thành công, Hồ Chí Minh City Wings đã trải qua nhiều biến động trong giai đoạn off-season. Đầu tiên, đội bóng chủ sân Hồ Xuân Hương nói lời chia tay với ông Berat Lukic. Bổ nhiệm huấn luyện viên mới là ông Gediminas Meilionas người Lithuania. Tiếp đó, luật cầu thủ gốc Việt mới ép họ phải lựa chọn một trong hai cái tên giữa Vincent Nguyễn và Michael Soy để bảo vệ. Cuối cùng, City Wings đã giữ lại Vincent, quyết tâm cùng bộ khung trẻ của toàn đội tiếp tục chinh chiến. Tuy nhiên, bất ngờ lớn đã xảy ra trong tháng 5 này khi anh hai đại bàng tung ra nhiều nước đi ấn tượng. Đầu tiên, họ trade về Lê Ngọc Tú. Đến VBA Draft 2020, đội bóng bất ngờ xuất tên Trung. Hai cầu thủ dày dặn kinh nghiệm là Ngô Tuấn Trung và Nguyễn Huỳnh Hải, đưa cả ba cựu cầu thủ Hồ Chí Minh City Wings trở về cùng một mái nhà xưa. Trên khía cạnh tình cảm, đây là những cái tên sẽ làm ấm lòng nhiều người hâm mộ. Nhưng về mặt chuyên môn, những lo ngại về cách bị tuổi tác giữa hai thế hệ đã bắt đầu được nhắc đến. City Wings vốn là một đội bóng có kế hoạch dài hơi cho công tác đào tạo trẻ, chuyên nuôi dưỡng và sử dụng những cầu thủ homegrown. Vậy nên khi đưa các cầu thủ đã hơi lớn tuổi như Ngô Tuấn Trung hay Nguyễn Hình Hải, họ vô tình tạo ra một khoảng cách thế hệ khá lớn. Để tìm lời giải về các nước đi tại VBA Draft năm 2020, cũng như một số chia sẻ về sự chuẩn bị của đội bóng trong mùa giải mới, Web Thể Thao đã trò chuyện cùng ông Gediminas Meilionas, huấn luyện viên trưởng của Hồ Chí Minh City Wings. In the VBA Draft, we have selected two good players. They are experienced and will benefit our young team. I think they are real professionals and will help our team. The club takes great care of this future. It has many youth teams, which is the foundation of the club. All European super clubs have a youth development system. It is always the difficult for young people to switch to men basketball. But when there are several experienced players on the team, this process will only speed up over the course of event, which is very good. Tân huấn luyện viên của anh hai đại bàng cho rằng việc trưởng thành của các cầu thủ này sẽ rất cần sự dẫn dắt từ những cái tên dày dặn kinh nghiệm. Đó chính là lý do ông tin tưởng là sẽ không có vấn đề liên quan đến khoảng cách thế hệ ở đội hình của Hồ Chí Minh City Wings. Đồng quan điểm với huấn luyện viên Meilionas, Vincent Nguyễn cũng bày tỏ suy nghĩ của mình trước sự chuẩn bị về mặt nhân sự của đội bóng trước thềm mùa giải mới. Yeah, we have a pretty young team, so we need some experience, and in the draft we look for some older guys. And we got that into two guards. Our challenge this year is gonna be our length. We're not that big, but the experience of the guys will definitely help the young guys here to make the next step. It's not my natural role, but I mean, I'm up for the challenge, and obviously we bring in some other guys that are proven players. So I think we have a solid team, and I'm excited to see how everything is gonna mesh together. Nhìn chung, khoảng cách thế hệ đã không thực sự là một vấn đề với Hồ Chí Minh City Wings. Nhất là khi từ cầu thủ đến ban huấn luyện đều rất tin tưởng vào sự truyền đạt kinh nghiệm từ những nội binh kỳ cựu. Trước mắt, đội bóng chủ sân Hồ Xuân Hương vẫn là khoảng 2 tháng để tập luyện, chuẩn bị cho mùa giải VBA 2020.